Nếu mà mình mua được chiếc xe này thì cô ấy đâu có bỏ mình đâu. Ê. Dạ. Làm gì? Đợi mua xe hả? Nghèo hèn như mày mà đòi mua xe này hả? Mơ hả mày? Ê, Sước à, mày làm đúng không? Dạ không, em không có làm. Tao nói mày làm là mày làm, để tiền đi. Nhưng mà em không có nhiều tiền đến vậy. Nhanh đi. Ở đây là tiền sinh hoạt của em tháng này. Anh... Một cái thứ nghèo hèn như là xui đã gặp phải mày á. Này anh kia, xe này của anh à? Không phải xe của tao, xe của mày à? Thì ra xe của tôi thật kìa. Lần sau mà gặp những chuyện như vậy á, thì nhớ bình tĩnh một chút, đừng có để bị lừa đấy. Yeah. Này em, nếu mà em mua được chiếc xe như thế này á, thì về cơ bản cô gái đó không xứng với em đâu.